là tấm biển dài cái hai dài ba lọt hai bên, không biết sao đám cưới sao mặc sơ ghi khoe áo rồi. Rồi cái bắt đầu mới có nhà bạn bè người này chỉ người kia chỉ đắp nha đam đắp đồ để cho kẹp lành gia làm cô dâu rồi mà lạc đề luôn á. Bây giờ kể chuyện lạc đề luôn không thì là nhưng mà hỏi cái lúc rào mà đi, cái lúc mà tính đi Cần Giờ Trăng Mật là có vượt rào chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Tại lý do là tại vì bị cháy cái da rồi. Dạ không. Còn rồi tuột mút hay gì? Đi đông lắm. Không, cái lúc đó đi chưa có lột da. Thì mới tắm biển về mới bị. Thì tắm biển về đó, là về tới chiều là thấy là nó đỏ da rồi. Là tuột mút á. Nhưng mà cái chuyến đó là có ý định không? Vinh? Dạ có. Thì đã sắp xếp mình đi nè. Da ba đỏ quá. Đúng rồi, tuột mút luôn. Lo không biết sao mà áo cưới. Nhưng mà em biết không? Em biết là ổng có ý định không? Dạ không. Tại vì chỉ nói là đi chơi rồi này kia đi đông lắm mà. Tại vì từ lúc quen cho tới khi cưới nha, là vợ chồng em đi chơi lúc nào cũng có cháu hoặc là bạn rất là đông, chứ không bao giờ mà được lý do nữa đó. Dạ, không bao giờ mà được hai đứa đi riêng. Em chào chị Hồng Vân. Chào anh Quốc Thần. Em Hoàng Vinh, năm nay 40 tuổi. Nhỏ em tuổi. Ồ vậy hả? Trời ơi, tưởng đâu tôi nhỏ ngông không á. Vinh làm nghề gì? Em ở đâu? Hiện tại ở nhà sửa xe. Mà ở thành phố hay là ở tỉnh? Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy? Quận 2. Quận 2. Sửa xe hơi, sửa xe máy. Sửa xe máy. Rồi vậy mai mốt tôi đưa xe qua sửa nha. Rồi mời vợ Hoàng Vinh. Em xin chào quý vị khán giả và chị Hồng Vân và anh Quốc Thần. Em là Trần Thị Phượng. 40 tuổi. Em hiện là làm bếp cho công ty Lì Xì Bốc. Hồi đó chắc có lẽ là đang đi trên đường xe hư. Tấp vô quận 2 sửa. Tấp vô quận 2 sửa xe, gặp ông sửa xe có duyên quá, coi như hốt ông luôn, đúng không? Không. Không, thôi em đừng có. Thôi bây giờ em làm ông mụ đi, em đừng có làm ông thầy nữa. Trời ơi, thì không có bao giờ mà trúng hết trơn hết trời á. Bây giờ nói cho Quốc Thượng nghe, hai bạn bắt đầu yêu nhau nó như thế nào? Cái thời điểm đó là 20 năm trước, năm 2000 đó, Sài Gòn Cô Tiên năm 2000. Thì hai chồng bắt đầu gặp từ năm đó. Lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào nè? Hồi đó thì có mấy cái câu lạc bộ hát với nhau, rồi bia, rồi chè rồi đó. Rồi đi, rồi mới gặp. Là gặp nhau ở chỗ bia hay là chỗ chè? Dạ, bia. Hai người đi chơi bia luôn. Dạ. Ôi ôi vậy đó. Vui dạ. Bà này là hồi nhỏ trẻ và đẹp lắm đây nè. Em nhìn là em chịu không nổi rồi đúng không? Đúng không? Dạ, đúng rồi. Biết ngay mà, nhìn mà, một cái là đổ liền. Còn em thì sao? Em gặp anh này em có ấn tượng gì không? Ấn tượng đầu tiên là ông xã em nói: "Phượng, em tên gì?" Dạ. "Phượng, em tên gì?" Dạ. "Phượng, em tên gì?" Không phun miếng á. Ừ. Em có trả lời không? Em tên này em tên Phượng. Em có trả lời, em nói: "Hỏi gì kỳ vậy?" Nhưng mà em có thích ảnh không? Chưa. Chưa có ưa gì hết. Dạ. Hồi đó hai vợ chồng nói chung người ở xóm trên người ở xóm dưới á, học thì em trước bà xã hàng khóa có đi chơi chung nhóm bạn á, thì cũng có biết qua. Nhưng mà cái lúc đó là Phượng cũng chơi pizza rồi em cũng chơi pizza, hay là Phượng là làm ở tại cái tiệm pizza đó? Không, em chơi pizza nhưng mà Phượng thì chỉ có lên uống nước ngồi với bạn thôi. Rồi sao ảnh cua Phượng đúng không? Dạ dạ, lúc đó thì Vinh đang quen một người cũng tên Phượng luôn. Dạ cũng tên Phượng luôn. Rồi bạn bè mới là nói là con kia cũng Phượng, con này cũng Phượng. Đó, rồi mấy bạn bè mới ca là hồi đó hắn đi City mà một chiếc City chở đầy hoa Phượng. Trời ơi. Dạ. Một chiếc City chở đầy hoa Phượng. Đó, bạn bè ca vậy đó. Vinh vẫn quen cái cô Phượng đó. Lúc đó thì người đó thì đang có như là đang trong cái tình trạng là chia tay. Hai người đang chia tay đúng không? Nhưng mà chưa có nói ra miệng thôi. Vinh chưa nói ra miệng tức là sao, có nghĩa là còn hai giống người như là ly thân mà chưa ly dị á. Dạ đúng giống rồi đó. Vậy đó đúng không? Dạ lại khái vậy đó. Khi mà Vinh gặp bé Phượng này á thì bé Phượng kia có biết không? Dạ biết. Biết rồi có làm gì không? Phượng đã nói là Vinh là quen tôi, nếu mà ấy là tôi sẽ đánh, tôi sẽ này kia kia nọ vậy đó. Mà nói sao, gặp thẳng mặt nói là? Dạ gặp thẳng mặt luôn. Hồi xưa là lúc tụi em đâu có điện thoại. Em mới nói là tôi đâu có biết. Bây giờ muốn gì thì phải chờ Vinh. Ví dụ Vinh chọn ai? Ông đào qua dữ dội gì đó hả trời. Rồi sau đó rồi ba người có ba mặt một lời không? Không, lúc đó em tự đứng ra giải quyết. Rồi sau đó là hai bạn chính thức quen nhau. Dạ. Có cái gì trắc trở không? Nói chung cái chuyện tình cảm cũng may mắn lắm. Thời gian từ lúc quen tới lúc cưới là chỉ dọn dẹn có 6 tháng thôi. Nghĩa là 20 là đã bắt đầu lên xe huê rồi phải không? Dạ. Có lúc nào yêu xa không? Dạ có. Là có lấy rồi á? Dạ rồi. Không, chưa lấy. Lúc quen, ông xã em đi Đắk Lắk để làm. Dạ, sửa xe ô tô đó. Lúc đó cái như em có bà thứ chín ở bên Pháp mới nói là dắt về gả chồng cho em. Dắt chồng về gả cho em. Dạ, lấy chồng Việt Kiều đó. Dạ. Rồi ba mẹ mới nói như vậy. Thôi ba mẹ chỉ có mình con là con gái. Bây giờ ba mẹ thấy Hằng Vinh cũng được. Thôi bây giờ nói nó đi. Nếu mà thương con thì lên. Ba mẹ gả cho. Ba mẹ không muốn phải gả con đi xa. Em gọi điện cho Vinh. Ba mẹ nói vậy, có thương thì vậy, cứ thương còn không thì thôi. Sợ chứ đúng không vậy? Lúc đó đang làm cho người ta ở trên cái xưởng đổ đó anh, mà cách ở ngoài thành phố Buôn Mê Thuột tới 40 cây số rừng á. Thì nghe điện nhắn lại vậy á,
Cái đêm đó em làm đêm luôn, làm cho giờ xong 3 giờ sáng là tới 4 giờ sáng em bắt xe em đi về đây luôn. Mà mất vợ sao, đúng không? Siêu phách lạc luôn rồi. Đó. Là các bạn là ở yêu xa là khoảng bao lâu thì mới anh dạ, về? Dạ có 1 tuần 10 ngày thôi. 1 tuần. Dạ. Mới 1 tuần mà bà đã bị âm rồi. Có nghĩa là chưa được đủ 6 tháng luôn á. Dạ nói chung thì cái cách mặt á thì đi làm xa thì không có bao nhiêu lâu hết. Con tuần thôi. Tại vì ngồi ở xóm trên, ngồi ở xóm dưới đi xe đạp lên là tới gặp rồi. Rồi là cưới luôn. Dạ. Là suôn sẻ luôn đó. Dạ. Từ lúc đó cho đến lúc cưới hai bạn có vượt rào không? Nói tới vượt rào mới mắc cười. Lúc trước khi đám cưới 1 tuần, đúng 1 tuần, hai chồng đi giống như hưởng tần trăng mật vậy đó, định là vượt rào đó như anh nói đó. Thì vũ nguyên một đám bạn bè hai bên luôn rồi cùng nhau kéo xuống Cần Giờ. Xuống Cần Giờ nắng rồi tắm biển. Về cái hải dài ba lột hai bên à, không biết sao đám cưới làm sao mặc sơ ghi khoe áo rồi. Rồi cái bắt đầu mới có nhờ bạn bè người này chỉ người kia chỉ đắp nha đam đắp đồ để cho kẹp lành và làm cô dâu. Rồi mà lạc đề luôn á, nãy giờ kể chuyện lạc đề luôn. Không thì là nhưng mà hỏi nha, cái lúc rào mà đi vượt, cái lúc mà tính đi Cần Giờ trăng mật là có vượt rào chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Tại lý do là tại vì bị cháy cái da rồi. Dạ không. Rồi tuột mút hay gì? Đi đông lắm. Không, cái lúc đó đi thì chưa có lột da. Thì bởi tắm biển về mới bị. Thì tắm biển về đó, là về tới chiều là thấy là nó đỏ da rồi. Là tuột mút á. Nhưng mà cái chuyến đó là có ý định không Vinh? Dạ có. Thì đã sắp xếp mình đi về cái da ba đỏ quá, đúng không? Tuột mút luôn. Lo không biết sao mặc áo cưới. Nhưng mà em biết không? Em biết là ổng có ý định không? Dạ không. Tự gì chỉ nói là đi chơi rồi này kia, đi đông lắm mà. Tự gì từ lúc quen cho tới khi cưới nha, là vợ chồng em đi chơi lúc nào cũng có cháu hoặc là bạn, rất là đông chứ không bao giờ mà được. Là lý do nữa đó. Dạ đông không quá, bao không giờ mà được hai đứa đi riêng hết trơn á. Tự gì nói chung là em cũng sợ. Nó nghe này, nhưng mà có bao giờ đi chơi với ổng mà ổng có ý định là ổng có một cái đồ thâm đen mà ổng bộc phát không? Cũng có rủ. Dạ giống như là rủ đi uống cà phê, mà cà phê thì cà phê gọi là cà phê chòi đó. Dạ cà phê chòi, mà hên là cái lúc đó em cũng rủ thêm hai người bạn, hai người đó cũng quen nhau rồi không làm ăn. Dạ 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 uống cà phê thôi. Rồi lúc đó còn nhỏ mà. Dạ có 20 thôi chứ nhiều. 21. Dạ như vậy là các em cưới nhau được bao nhiêu năm rồi? 20 năm. Mà sau khi cưới thì cuộc sống nó có vất vả không em? Dạ, đa số là chỉ là kinh tế. Tự vì hồi xưa giống như là em với ông xã thì cũng chưa có chắc về cái công việc. Hồi xưa thì em làm tiệm tóc thì nó cũng bấp bênh. Ông xã sửa ô tô. Ủa là Vinh sửa ô tô từ hồi trẻ luôn á hả? Dạ, năm em tốt nghiệp năm 98 bên Cao Thắng là anh em làm. Là đi làm luôn? Dạ, là ra đi làm trên BBK Biên Hòa, làm được 4 năm. Mà sao em sửa ô tô mà sao giờ chuyển qua sửa xe máy vậy? Nặng quá, cũng vòng vòng kết cấu vậy thôi. Rồi các em có mấy đứa? Dạ hai. Dạ đứa lớn 19, đứa nhỏ 9. Là cuộc sống thì nói chung là nó có khó khăn vì các bạn nhỏ không? À hai đứa cũng biết nghe lời cũng này kia lắm. Con khỏe mạnh hả? Dạ không, thằng lớn thì nó bị thận hư, hội chứng thận hư. Rồi vậy là tiền không đúng. Lúc 3 tuổi bắt đầu là anh ta bị. Dạ tới lúc 14, 15 tuổi thì mới là đỡ hơn thôi. Là trong suốt cái thời gian đó chắc đi chữa trị rồi nhiều lắm em. Cứ ở trong bệnh viện Nhi Đồng 2 nhiều hơn là ở nhà. Đúng rồi, là mệt mỏi lắm. Dạ. Thôi bây giờ là cháu khỏe rồi hả? Dạ bây giờ khỏe, bây giờ 6 tháng đi khám, tái khám một lần. Dạ. Bác sĩ bảo tình hình của bạn như thế nào? Dạ khỏe. Dạ. Thôi vậy thôi, chúc mừng em. Dạ. Chúc mừng. Dạ. Mừng phụ nha. Dạ. Rồi gì nữa đây? Thôi giờ chờ qua cái kia đi, qua cái vụ mà kể xấu nhau đi. Anh đỏ. Ông có tật xấu gì không? Nhìn ông hiền khô, ông có tật xấu gì không? Dạ, nói chung là tật xấu nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà em cũng hy vọng là sửa đổi giùm em. Thì ăn uống đi, ví dụ em đi làm 3 giờ về, không ăn đâu. Chờ đến đi mà em đi làm về mới ăn. Phải có vợ về ăn mới ngon đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Làm vậy tới 3 giờ chiều hay 3 giờ sáng? 3 giờ chiều. 3 giờ chiều là không ăn trưa mà chờ tới 3 giờ chiều mới là ăn trưa của em á. Dạ. Nhưng mà cái công việc sửa xe chị biết không, nó mệt lắm luôn á. Mà vậy hoài luôn hả? Dạ, thường xuyên luôn. Có khi nào về tới 5 giờ mà ổng vẫn đợi tới 5 giờ? Dạ cũng có luôn. Có nghĩa là cứ phải chờ vợ về ăn nó mới vui. Bởi vì người ốm nè, cái phọt này phải thương chia cho lắm. Anh Thuận đỡ á. Hồi đó giờ chắc đâu có lén phén mèo mã gà đồng vậy đâu đúng không? Dạ không, nhưng mà giống như đi đường á, nhìn gái nhìn đắm đuối lắm. Dạ. Nhìn mà đang chở em nha, ở đằng sau nha, mà nhìn người ta mà ủi cái xe luôn. Ôi trời ơi, vậy luôn á. Dạ. Lúc đó em sao, em phản ứng sao?
Em nói trời cái gì vậy tôi này đằng sau nè, ừ. Chưa chắc người đó mà hơn tôi nó, mà sao không nhìn tôi mà đi dạ. Cái nói không thấy quen nhìn thôi dạ. Chắc nhìn người quen đó mà nhìn người đẹp ra người quen không à dạ đó. Người quen toàn người đẹp đó. Người quen toàn người đẹp đó, ừ, đó. Rồi có thật xấu gì nữa không dạ? Ở dơ một cây mà tao dần thử sửa xe mà dần sửa xe mà chị ơi không dầu thì rất là bám dữ lắm. Ý là mình đừng nói là trong cái chuyện mà nhìn con gái á dạ. Với lại cái ở dơ á thì mình xếp ở dơ vô là tật xấu đi, ừ. Còn nhìn con gái biết sao không, đàn ông phải nhìn đàn bà, ừ. Chứ giờ nhìn các bạn đang chung rồi chứ không nhìn đàn ông là mệt thêm á, tự nhiên nhìn đàn ông tự nhiên nhìn đàn ông trời chắc luôn á, bây giờ xe luôn là mệt luôn á, đúng không dạ? Đó là tự nhiên tới 40 tuổi tự nhiên mất chồng, trời ơi, tự nhiên một ngày phát hiện cái váy của mình sẽ mất, ôi ông chồng mình lấy đó. Sao nữa nè, có cái gì xấu nữa nè? Từ lúc mà em lấy Vinh là 20 năm rồi, nhưng mà em thấy Vinh là nói chung hoàn hảo lắm. Chỉ có một cái là Vinh rất là hiền. Chắc chắn là chắc cũng thương con lắm đúng không? Dạ, chiều một cây luôn. Chiều một cây luôn dạ. Hả? Trời ơi, chỉ có một mình em là phù thủy thôi. Kệ, ở nhà cũng có ông. Tụi bà giống như đúng rồi đó, cũng có người giữ người hiền. Trước á, Vinh cũng mê chơi lắm, đi chơi bạn bè đồ này kia đó. Quên giờ về thì con gái cũng có nhắc một hai lần, lúc đó con gái 3 tuổi nha. Nhậu đồ này kia, con gái nói bố ơi, nếu mà bố nhậu bố xỉn á, bố có mùi rượu con cho bố hung. Từ đó bỏ luôn. Trời ơi. Đáng yêu vậy trời. Dạ. Trời ơi. Như vậy là cô ấy là có tiếng nói nhất trong gia đình đó. Dạ, rồi bây giờ á là đi đâu không cần biết, 5-6 giờ là Vinh phải về. Tại vì con gái về không thấy là cái đi học về đó. Dạ, là gọi. Bố ơi con muốn bố. Trời ơi sao giống Bi Ngô á. Con muốn mẹ. Là phải về. Dạ, là phải về dạ. Rồi, không là nãy giờ kể cho thấy toàn là những cái tính. Vậy là giờ con muốn thay đổi gì không? Giờ có muốn Vinh thay đổi gì không? Bớt hiền hả? Dạ thôi cứ vậy đi. Để em ăn hết nhiều tí. À, nếu mà để y vậy em kèo trên. Dạ. 20 năm rồi. Dạ. Thì đàn bà ta phải tính toán chứ. Rồi bây giờ gió đổi chiều, quá dính nó dính. Tật xấu của cô ấy là những gì? Em có đâu thì theo em thì vợ em thì tật xấu cũng không có gì, nhưng mà chỉ có cái xấu nhất, có cái là hay mua đồ nhiều. Em ví dụ như một cái áo đó, cái một cái cùng một cái kiểu đó mà có thể mua 4 lần 5 lần được. 4 lần 5 lần cùng một màu hay dạ, là cùng một màu, cùng một mẫu, cùng một cái áo như vậy mà mua 4-5 áo. Dạ thì... Ủa, là em thích cái loại đó là em giống như là hoài, đúng không? Giống như là nghiện mua vậy. Không phải là thích, không cần thiết mua cũng mua, mà cần thiết cũng mua. Chúng là giống như là nghiện mua sắm. Mua sắm online mệt lắm. Ê, có bao giờ bị đồ kém chất lượng không? Dạ có. Nhiều không? Dạ nhiều. Mua về không xài được, bỏ qua một bên, cho cũng không được. Thế là đổi cũng không xong. Dạ. Anh bị dính hoài. Dạ đó. Rồi còn tật gì nữa nè? Có nóng tính không? Dạ trời ơi nóng lắm luôn. Khi mà đói bụng lên là chỉ biết mình thôi, là không biết xung quanh là gì, cứ xả lả không. Đổi trường hợp lại nghe, cổ mà ở nhà, cổ không biết cổ có đợi em về ăn cơm chung được nổi không á, đúng không? Dạ đúng rồi. Xấu đó do cái tố tứ bao tử. Nhưng mà buồn ngủ có quạo không? Dạ có. Lúc mà ngủ rồi là thôi đừng có kêu réo gì hết á, đừng làm phiền. Vậy là giờ Vinh mong vợ Vinh thay đổi cái gì nè? Dạ em chỉ mong thay đổi là bớt mua sắm online lại thôi. Ừ, còn mấy kia là xài được hết đúng không? Dạ mấy kia xài được hết. Nóng tính là cho nóng luôn đúng không? Chấp nhận đồ được. Online mua về Vinh không có xài được. Dạ đúng rồi đó. Thôi anh nói nè, bớt lại. Dạ. Thật ra bây giờ luôn á, cái này đến anh Vinh khuyên em anh đi. Anh bị dính tại nhiều vì lắm. Anh Vinh bị dính nhiều lắm. Trời ơi có lần tôi mua mà xài không được luôn á chị ơi. Trời ơi, chị may mắn lắm nha, em chị không biết cách mua đồ online và không bao giờ chị học cái cách mua đó cho nên đỡ lắm. Chị không có biết luôn á. Khi nào chị cần cái gì lắm mà chị nhờ Bí Ngô. Nhờ vậy mà giờ Bí Ngô nó bị ghiền đó em. Chị lo ghê luôn, chị sợ quá. Anh nhớ nè, anh mua một cái gì đó nghe, nó là đồ điện tử. Dạ. Mua xong về xài không được, xong cái lên cái trang fanpage đó thì nó mất tiêu luôn. Dạ đúng dạ, rồi. Nó phá nó chặn mình luôn. Hay lắm. Mà em cũng mới bị 2 tuần trước vào 2 cái đầm. Dạ. Dạ. Không đấu dài được đâu. Rồi, hai vợ chồng đã 20 năm ở với nhau rồi. Và cái khó nhất đó chính là bạn con trai lớn của em. Dạ. Và bây giờ bé nó cũng đã ổn định rồi. Dạ. Thì thật sự đó là cái khó khăn nhất. Thì bây giờ còn cái gì nữa mà rồi. Khó. Đúng không? Dạ. Thôi thì chỉ mong là hai em cứ lúc nào cũng yêu thương nhau, hiểu nhau và cùng chung tay nhau đi đến hết cuộc đời nha. Dạ. Dạ. Em cảm ơn hai em. Dạ. Em cảm ơn chị Hồng Giang, cảm ơn hai đứa nha.